Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trading Map, mình là Trần Hải. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng ở trong phiên ngày 30 tháng 10 năm 2024. Giá vàng ở trong phiên ngày 29 tháng 10 đã đóng cửa một cái nến xanh phun nực đây. Mở cửa ở mức 2741 và đóng cửa lên mức 2774. Thể hiện cho là một lực mua rất là mạnh các bạn ạ. Với cái lực mua này thì chúng ta sẽ thấy được với một cái cây nến mà mua mạnh như này thì giá vàng ngày hôm qua đã phá lên đỉnh cao nhất của mọi thời đại rồi, phá lên cái đỉnh 759 đã thiết lập vào cái hôm 24. Thì giá vàng ngày hôm nay sẽ như thế nào, mình sẽ đi phân tích. Trước tiên là mình sẽ điểm qua tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ có những cái tin quan trọng về đồng đô la vào lúc 7:30 tối. GDP trước quý trên quý. GDP trước quý trên quý thì được dự báo là một tin giữ nguyên so với kỳ trước. Đây nó là một cái tín hiệu là có thể là một cái tin nhẹ thôi. Nếu mà giữ nguyên so với kỳ trước nó sẽ chỉ chạy 5 đến 7 giá thôi. Chỉ số giá GDP quý trên quý thì được dự báo là một tin xấu cho đồng đô, khi mà kỳ trước 2,5 và kỳ này các chuyên gia dự đoán có 1,9. 9 giờ tối chúng ta có tin chờ bán nhà thì được dự báo là một tin tốt cho đồng đô, khi mà kỳ trước 0,6 và kỳ này 1,9. Dự trữ dầu thô thì được dự báo cũng là một tin xấu cho đồng đô, khi mà kỳ trước 5,5 triệu và kỳ này có 1,5 triệu thôi. Đấy là về tin tức. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang quỹ của FPR. Quỹ này thì ngày hôm qua đã có động thái là bán 1,72 tấn vàng. Khi mà mua phiên đến trước thì đây là một cái động thái bán nhỏ thôi, không có vướng mắc gì cả. Quỹ này vẫn đang gom lượng hàng rất lớn 889,78 tấn và chưa có dấu hiệu bán xả. Chỉ khi nào quỹ này có dấu hiệu bán xả thì lúc đấy chúng ta mới cân nhắc để bán vàng thôi. Quỹ này cũng gom một lượng hàng rất lớn trong thời gian vừa qua. Rồi chúng ta sẽ điểm qua những tin tức chính. Giá vàng ở ngày 30 tháng 10 trên thị trường quốc tế thì tiếp tục leo thang bất chấp là đồng đô la tăng giá. Lạm phát thì trực chờ và lãi suất thấp toàn cầu hỗ trợ cho giá vàng có chuỗi ngày tăng giá. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 10, SJC 99 trong nước và tập đoàn đá quý Doji Thành phố Hồ Chí Minh đều niêm yết ở mức 87 triệu đồng trên một lượng mua vào và 89 triệu đồng trên một lượng bán ra, đều không đổi so với hai phiên liền trước. Tuy nhiên vàng nhẫn lại trở lại xu hướng đi lên theo đà leo tăng của thế giới và ngang giá với SJC 89 triệu đồng trên một lượng. Thậm chí là giá vàng nhẫn tròn trơn tại Doji còn đắt hơn 1 triệu đồng trên một lượng so với giá mua vào vàng miếng SJC. Chiều ngày 29 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng ở mức 1 đến 5 chỉ ở mức 87 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức 88,5 triệu đồng trên một lượng. Doji thì niêm yết ở mức 88 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 89 triệu đồng trên một lượng. Đây là đỉnh cao lịch sử của giá vàng nhẫn. Tới 20 giờ ngày 29 tháng 10, giá vàng ngày hôm nay đã giao trên thị trường ở mức 2.753 đô trên ounce. Tới 21 giờ, thời điểm vọt lên đỉnh cao lịch sử là ở 763 đô trên ounce và đã thiết lập kỷ lục lịch sử ở 2.758 ghi nhận vào hôm 23 tháng 10. Giá vàng thế giới ở ngày 29 thì cao hơn khoảng 33,4%, 690 đô so với đầu năm 2024. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ở ngân hàng ở mức 85 triệu đồng trên một lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,7 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước. Tính tới phiên cuối giờ chiều ngày 29 tháng 10, giá vàng trên thị trường quốc tế thì tiếp tục leo thang bất chấp là đồng đô cũng tăng. Lạm phát trực chờ và các lãi suất thấp toàn cầu được hỗ trợ bởi giá vàng, mặc dù đã có chuỗi ngày dài tăng giá. Trái ngược với chiều dự báo, giá vàng thế giới tiếp tục tăng và chưa có tín hiệu điều chỉnh sau 4 lần tuần tăng liên tiếp. Đồng đô la cũng đã tăng giá với các chỉ số ghi đo lường ở đồng bạc xanh, so với đó 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 104,5 điểm so với 103,8 điểm trong phiên đến trước, là 100,7 điểm vào hồi tháng 9. Vàng tăng giá dù chứng khoán tăng và các lợi tức trái phiếu của Mỹ tăng, cả nhiều loại tiền số, trong đó có Bitcoin neo thang. Thì đấy là về những cái tin tức chính. Thì rất hiếm khi mà giá vàng tăng và giá DXY nó cũng tăng mạnh các bạn ạ. DXY tăng và vàng cũng tăng thì thể hiện cho là một cái sự lạm phát nhất định ở trong thị trường. Còn lại là về trên giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy mới một cái cây nến phun nực ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10 các bạn ạ. Tháng này chúng ta hình như sẽ có 30, 31 nữa ạ. Hôm nay là thứ tư rồi đúng không? 30 thì ngày mai là 31, thứ sáu mới là mùng 1. Đó, chính vì vậy nên là ngày hôm nay và ngày mai giá vàng nó có thể biến động cực kỳ là khó lường các bạn nhé. Với những cái chuỗi ngày tăng giá như này thì mình kỳ vọng là giá nó sẽ tiếp tục tăng thôi, chứ giảm được tầm này khá khó các bạn. Các bạn mà có giao dịch thì các bạn cũng cẩn trọng trong những hai cái ngày cuối tháng này, bởi vì là giá vàng ở trong cuối tháng này các quỹ nó mua bán rất là quyết liệt các bạn. Nhìn chỗ này thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phân kỳ, những phân kỳ nhấn chìm có này nhưng mà nó vẫn tăng tiếp, chứng tỏ ở đây nó chưa phải đỉnh của nó. Và hai đường MA vẫn đang hướng nhau đi lên đó, và chúng ta nhìn thấy được ngoài hai đường MA ra thì cái mây Ichi đằng trước nó vẫn đang đi lên các bạn nhé, không phải đi ngang các bạn. Mây màu xanh và đi ngang, và Ben thì cũng đang mở rộng ra, thì đây nó là cái dấu hiệu mà vàng nó có thể tăng giá tiếp. Về đến khung 4 giờ, về đến khung 4 giờ thì chúng ta nhìn thấy được là sau khi mà có những cái cú tích lũy ở cạnh cái đường MA đây thì chúng ta nhìn thấy giá nó bật tăng một nhịp, và mình nghĩ là giá nó sẽ tiếp tục tăng tiếp trong ngày hôm nay, chứ hôm nay nó chưa có dấu hiệu gì giảm đâu các bạn. Kể cả chỗ này là ai nó có quá bán nhá thì giá nó sẽ có giảm về cái vùng đỉnh cũ, xong đó nó sẽ tăng tiếp thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ để chúng ta canh mua đẹp hơn các bạn. Ở khung 4 giờ thì đó ai nó đang nằm trên vùng quá mua, đoạn này chúng ta chưa thể vào được, chúng ta đợi nó điều chỉnh xuống và chúng ta mua lên thôi, chứ chúng ta mà cứ canh bắt đỉnh ấy, thì rất là khó các bạn ạ. Không biết đâu là đỉnh. Chỗ này nó có cái vùng cản cao nhất mọi thời đại đây, thì giá mới chỉ phá qua ở hai cây thôi. Nếu như giá quay trở lại trong cái vùng cản này và với những cái lực quay mạnh ấy, thì rất dễ vàng nó có thể giảm xuống. Còn nếu như giá nó không quay trở lại và nó chỉ quay với lực yếu thì rất dễ vàng nó sẽ tăng lên. Ở khung 1 giờ thì mình có thấy được là cấu trúc tăng nó rất là rõ ràng đây. Đây, chỗ này nó tạo gáp này, xuống nắp gáp này, xong lên này, xuống đây và bắt đầu nó tích lũy đây và nó bật lên. Thì mình nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp mà quay trở lại test cái đỉnh này. Nếu test thành công thì giá nó sẽ lên tiếp các bạn. Còn nếu test không thành công ấy thì giá nó sẽ đâm thủng xuống cái đỉnh này. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có những cái bản đẹp hơn cho giá vàng. Đấy là về cái kịch bản của giá vàng. Hiện tại thì giá vàng nó đã phá đỉnh rồi. Phá đỉnh với một cây nến phá đây rồi. Thì giá vàng nó tiếp tục tăng này. Sau khi tăng thì chúng ta nhìn thấy được về cái vùng 59 và vùng 60, nó là cái vùng đỉnh cũ trước đấy. Thì khi mà về đến đây thì rất dễ có thể là giá nó sẽ được các nhà đầu tư mua lên. Nên là chúng ta sẽ thấy được là khi mà chúng ta có những cái lực tăng mạnh đây, xong rồi đó tranh chấp và tăng yếu, và sau khi đấy bất ngờ nó có một cái cây nến mạnh lên đây, thì chúng ta sẽ ngồi chờ trong cái biên độ này. Ngày hôm nay thì với cái giá vàng như này, chúng ta rất khó có thể tìm kiếm những cái điểm mà canh bán đỉnh xuống. Đó, chỗ này nó nằm ở Fibo, nó sim 1.618 rồi này. Nhưng Fibo gì thì Fibo chúng ta cũng sẽ chờ nhé. Chỗ này chúng ta có một cái vùng phản ứng trước đấy. Chúng ta chờ giá nó về vùng phản ứng trước đấy thì chúng ta mua lên thôi. Hôm nay mình sẽ cho các bạn canh mua ở vùng cản đỉnh là vùng 2758, và SL chúng ta sẽ đặt ở vùng 2753.8, và TB thì chúng ta sẽ TB lên ít nhất là vùng 2771 là đạt tỷ lệ 1/2, hoặc là 2774 là đạt tỷ lệ 1/3. Thì đấy là về kèo canh mua chính cho ngày hôm nay. Còn nếu như về đến cái vùng 57, 58 này mà không phản ứng, mà với nó hồi với lực mạnh nhé, nếu nó hồi với lực mạnh xuống dưới đây này, test lại cái vùng 50 này, và nó lên lại đến cái vùng 57, 58 này, thì mà nó phá thẳng xuống dưới này, nó tạo thành cấu trúc giảm như này, thì chúng ta sẽ bán xuống các bạn nhé. Nhưng mà ở cái chỗ này chúng ta phải chờ test về vùng 58. Còn trên này các bạn bắt đỉnh thì theo mình nghĩ là các bạn không nên bắt đỉnh ở trong cái biên độ này, bởi vì chúng ta bắt đỉnh chúng ta rất dễ bị quét. Nó chưa có dấu hiệu tạo đỉnh các bạn. Khi nào nó có dấu hiệu tạo đỉnh thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt đỉnh sau. Thì mình sẽ cho canh mua ở vùng 58 là vùng canh mua thứ nhất. Vùng mua lướt thì các bạn có thể mua ở vùng 65 lên đến vùng 72. Các bạn mua 65N ở 62 thôi, và TP lên 72, hoặc là tương con đấy các bạn ăn 7 giá. Mình nghĩ là cấu trúc của thị trường nó sẽ đi như này này. Đấy nhá. Ví dụ nó giảm về đây này, xong nó lên trên đây, xong nó mới giảm về dưới này. Đó, xong bật lên đây, xong nó quét về đây, xong nó bật lên. Đó, đấy là về cấu trúc của thị trường. Mình nghĩ giá vàng ngày hôm nay nó sẽ chạy như vậy. Nên các bạn có thể nốt ra để giao dịch. Ngày hôm nay mình chỉ cho một kèo canh bài trên video thôi. Còn có kèo hoặc là có những cái điểm bắt đỉnh trên này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn trên nhóm. Còn về trên anh em cứ ghi ra những cái điểm canh mua. Và có gì tối nay chúng ta sẽ cùng chiến tin vào lúc 7h30 tối. Xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng. Cảm ơn các bạn đã xem video.